22 giờ tối ngày 3 tháng 10, anh Lưu Dương Đạt, y tá tại một bệnh viện ở thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc đang làm việc thì thu được điện thoại của người hậu phi mang bầu. Cô hậu phi cho hay đang đau bụng vung dội và dự cảm sắp sinh con. Một bên là người hậu phi sắp lâm bồn, một bên là bệnh nhân đang cần cấp cứu dưới, anh Lưu vô cùng bối rối. Thế nhưng vì tình trạng bệnh nhân rất nguy kịch, nam y tá đành ăn uống và bảo hậu phi gọi cấp cứu dưới, còn phiên bản thân ở lại tiếp tục nhiệm vụ. Khi ca cấp cứu dưới trên vừa hoàn thành, anh Lưu lại nhận thêm một ca cấp cứu dưới khác. Thật bất ngờ, bệnh nhân chính là hậu phi anh. May mắn là sau đó, hậu phi anh Lưu đã sinh hạ một bé nhỏ trai và cả hai mẹ con đều an toàn. Người hậu phi cũng không ngờ được đưa đi cấp cứu dưới tại bệnh viện nơi chồng làm việc. Bé trai ra đời tại bệnh viện nơi bố làm việc. Sản phụ tin rằng đây là định mệnh. Vì cũng là một y tá nên cô thấu hiểu hoàn cảnh mà chồng phải đối mặt. Riêng anh Lưu đã bật khóc khi trông thấy hậu phi. Sau khi sinh ra trên sóng truyền hình, câu chuyện của cặp hậu phi chồng lập cặp thú vị sự để ý của dư luận.